kháng sinh nào để đặc trị sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Thưa quý vị, hàng chục trung tâm đăng kiểm bị khám xét, hàng trăm đối tượng bị khởi tố vì liên quan đến các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác. Cùng với đó, nhiều vụ án liên quan đến sản xuất, mua bán, trao đổi công cụ, thiết bị phần mềm, sử dụng vào mục đích trái pháp luật đều xảy ra ở hàng loạt các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn cả nước đã được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Chưa bao giờ các dấu hiệu sai phạm liên quan đến yếu tố hình sự xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm lại xảy ra một cách nghiêm trọng và tràn lan theo kiểu điều tra ra sai phạm với quy mô lớn, phức tạp như hiện nay. Bởi với các dấu hiệu tội phạm cùng với kịch bản như nhau trong các thông cáo báo chí do cơ quan điều tra phát đi, không ít lãnh đạo đơn vị đăng kiểm đều dính chàm và kéo theo đó nhiều bài học chưa thể chấm dứt được. Vì sao suốt thời gian dài, các trung tâm đăng kiểm đã bị khám xét và lãnh đạo cùng với thuộc cấp đã bị khởi tố gần đây lại có thể bất chấp các quy định pháp luật để sẵn sàng nhận hối lộ, đưa hối lộ? Hành vi của những sai phạm liên quan tại các trung tâm đăng kiểm đều không khác gì nhau, đó là móc nối với cò nhận tiền hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn. Cụ thể, sau khi nhận các phương tiện đến đăng kiểm, các đối tượng cò sẽ thỏa thuận, thống nhất với trưởng dây chuyền để bỏ qua các lỗi như không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, cơi nới thành thùng xe, lốp xe mòn, phanh xe không đảm bảo, đèn xe không đúng quy định để phù phép bỏ qua và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn tham gia giao thông. Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào ngày 2 tháng 2 năm 2023 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Trung tướng Tô Ân Sô, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, đến nay, công an các địa phương đã tiến hành khám xét 32 trung tâm, khởi tố 248 bị can vì các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác và sản xuất mua bán trao đổi công cụ, thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Mới đây vào các ngày từ mùng 4 tháng 2 đến mùng 6 tháng 2, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét hai cơ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, gồm trung tâm 3701S tại thành phố Vinh và 3702S tại thị xã Thái Hòa để điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật tại trung tâm này. Tiếp đó, cơ quan công an cũng đã tiến hành thi hành lệnh tạm giữ hình sự 13 đối tượng, trong đó có cả giám đốc và các phó giám đốc, để điều tra về hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ với mức tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng trên một xe xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, gồm hai cơ sở 3701S, địa chỉ 72 Phan Bội Châu, thành phố Vinh và 3702S đóng tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Theo nhận định của lãnh đạo Bộ Công an, đây là một vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Phòng Kiểm định xe cơ giới đến cả giám đốc điều hành nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước. Hành vi này xảy ra trong suốt thời gian qua đã gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội. Trước đó vào cuối tháng 10 năm 2022, hàng loạt vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở các tỉnh phía Nam cũng đã bị phanh phui, lộ rõ những xe cơi nới thành thùng được hợp thức, khiến dư luận bức xúc. Tiếp đó, mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện 8 trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh và 5 trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng đều dính sai phạm và với cơ chế xin cho bằng những hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ. Như vậy sẽ tạo ra sự bất công trong công tác đăng kiểm, cấp phép lưu hành xe cơ giới cho cả người dân lẫn doanh nghiệp. Qua điều tra cho thấy, một vài lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý của một số trung tâm đăng kiểm để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết. Trước vấn đề này, tại hội nghị tổng kết công tác của Cục Đăng kiểm Việt Nam chiều ngày 16 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng nhận định, vi phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng. Bộ trưởng cho rằng, việc linh hoạt bỏ qua một vài lỗi đã là vi phạm vì bất cứ lỗi nào cũng có nguy cơ mất an toàn, nguy cơ gây tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, vấn đề mà dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm đó là để làm sạch những khối u đang tồn tại ở các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ. Bộ Giao thông Vận tải cần phải sớm đưa ra các giải pháp đồng bộ, kịp thời, tránh lây lan những hành vi sai phạm nói trên ở mức độ diện rộng như hiện nay. Khởi tố cựu trung úy công an và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ở Bình Thuận. Thưa quý vị, cựu trung úy công an và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thành viên đoàn kiểm tra liên ngành đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước. Chiều ngày 7 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can Lê Văn Thanh, cựu trung úy từng công tác tại công an huyện Hàm Thuận Nam và Phạm Anh Tùng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
cơ quan điều tra cũng khởi tố Võ Văn Tánh, Trần Văn Quý và Đoàn Vĩnh Tân cùng ngụ tỉnh Đồng Nai về tội đưa hối lộ. Tất cả 5 bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra đủ cơ sở chứng cứ về việc Lê Văn Thanh, Phạm Anh Tùng khi tham gia đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam do đội quản lý thị trường số 2 chủ trì đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái các quy định. Cụ thể, khi kiểm tra 3 cơ sở sản xuất gạch ngói ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, các bị can Tánh, Quý và Tân đều là người của các cơ sở bị đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc tàng trữ khoáng sản khai thác trái phép, đã có hành vi đưa hối lộ để được bỏ qua sai phạm. Đến nay, vụ án đã khởi tố 11 bị can, trong đó có 8 bị can từng là cán bộ quản lý thị trường, thuế, kinh tế hạ tầng, công an và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã. Trước đó, để kiểm tra hoạt động tàng trữ đất sét của các hộ kinh doanh lò gạch tại xã Tân Lập, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam giao đội quản lý thị trường số 2 chủ trì phối hợp kiểm tra từ ngày 1 tháng 6 đến 21 tháng 6 năm 2022. Đoàn công tác đã kiểm tra việc tàng trữ đất sét tại 3 cơ sở và đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công để lập hồ sơ hạ thấp khối lượng đất sét mà 3 cơ sở tàng trữ không có nguồn gốc hợp pháp, gây thất thoát tài sản nhà nước. Giáo viên lương hơn 3 triệu đồng một tháng, sống sao nổi ở thành phố đắt đỏ nhất nước. Thưa quý vị, trong 3 năm học từ 2020-2021 đến nay đã có tổng cộng 219 cán bộ quản lý, 2.483 giáo viên rời khỏi ngành giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 1.233 người nghỉ việc. Trong năm học này, ở cấp tiểu học, thành phố Hồ Chí Minh thiếu 1.758 lớp học, phòng học, thiếu 3.643 giáo viên, tương đương 12,8% số lượng giáo viên cần có. Nhưng mối nguy còn ở chỗ, giáo viên nghỉ việc ngày càng nhiều, ai sẽ lấp vào khoảng trống đó? Cho nên ngày 7 tháng 2, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM tổ chức lấy ý kiến về việc xây dựng đề án thu hút giáo viên tiểu học tại TP.HCM. Hiện nay do thiếu giáo viên nên mỗi thầy cô phải gánh công việc nhiều hơn 12,8% so với số lượng công việc họ chịu trách nhiệm. Nếu cứ thêm một giáo viên nghỉ việc thì gánh nặng đổ thêm xuống trên vai người còn lại. Thế là không chịu nổi, lại có thêm giáo viên tiếp tục nghỉ, rất khó để có thể ngăn được. Thành phố Hồ Chí Minh không tuyển dụng đủ giáo viên tiểu học vì lý do thu nhập. Đối với giáo viên ngoại ngữ chỉ tuyển được xấp xỉ 25% so với nhu cầu. Vậy thì làm sao đủ thầy dạy ngoại ngữ cho học sinh? Việc dồn lên vai nhưng đồng lương vẫn như cũ và thấp đến vô lý, đến tủi thân, đến mức không thể chấp nhận được. Cụ thể, lương của giáo viên mới tuyển dụng sau khi đã trừ bảo hiểm xã hội là 3,3 triệu đồng một tháng. Xin hỏi, với số tiền này sống như thế nào ở thành phố đắt đỏ nhất nước? Ngoài đi lại, ăn mặc, con người ta còn bao nhiêu thứ chi tiêu khác, rồi khi ốm đau bệnh tật, tất cả chỉ trông cậy vào hơn 3 triệu đồng bạc, không bỏ việc mới là chuyện lạ. Theo báo cáo thị trường lao động trước và sau Tết Quý Mão 2023 của Trung tâm Dự báo Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP.HCM, dựa trên khảo sát với 1.981 lượt doanh nghiệp, 28.529 chỗ làm việc, cho thấy mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng chiếm 28,97%, mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng chiếm 10,82%, mức lương trên 20 triệu đồng một tháng chiếm 10,55%. Trong lúc đó, mức lương dưới 5 triệu đồng một tháng chiếm 4,28% tổng nhu cầu tập trung ở các vị trí việc làm như lao động thời vụ, tạp vụ, nhân viên bảo vệ, nhân viên bán hàng, phục vụ nhà hàng. Có nghĩa là mức lương 5 triệu đồng chiếm tỷ lệ rất thấp và chỉ trả cho lao động thời vụ, lao động không qua đào tạo, không có tay nghề, vậy mà còn cao hơn giáo viên tiểu học tới gần 2 triệu đồng. Nếu không có sự thay đổi, rồi đây ai sẽ đi học ngành sư phạm để ra làm thầy cô giáo dạy tiểu học? Nếu có người còn theo nghề thì liệu có thể hết lòng với nghề nghiệp, dạy tốt khi mà họ không thể sống tử tế với đồng lương của mình? Câu trả lời đã quá rõ qua chính thực tế. Chủ tịch Hà Nội, Tết năm nay đánh nhau giao quà chén cũng ít thấy. Thưa quý vị, Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh khẳng định, Tết âm lịch năm nay ở thủ đô đã diễn ra an toàn, không có trọng án, tai nạn giao thông, vi phạm nồng độ cồn giảm, đánh nhau giao quà chén cũng ít thấy. Sáng ngày 8 tháng 2, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 2 năm 2023 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác. Đánh giá tình hình Tết Quý Mão vừa qua trên địa bàn thủ đô diễn ra an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Ông Trần Sĩ Thanh khẳng định các cấp chính quyền đã tập trung chăm lo, đảm bảo nhà nhà, người người đều có Tết.
thành phố Hà Nội đã dành tặng 6,6 triệu túi quà Tết tới các gia đình khó khăn với trị giá hơn 850 tỷ đồng, đảm bảo hàng hóa thiết yếu, các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ nhân dân. Tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Quý Mão vừa qua rất an toàn, lãnh đạo thành phố biểu dương các lực lượng chức năng, trong đó lực lượng công an là nòng cốt, đã nỗ lực tối đa vì sự bình yên của thủ đô, ông Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh. Ông khẳng định, Tết âm lịch năm nay đã diễn ra an toàn, không có trọng án, tai nạn giao thông, vi phạm nồng độ cồn giảm, đánh nhau do quá chén cũng ít thấy. Các quận huyện ở Hà Nội đã nỗ lực đảm bảo an toàn các điểm bắn pháo hoa, từ đó tạo ra không khí hồ hởi, phấn khởi đón mừng năm mới. Chủ tịch Hà Nội nêu rõ yêu cầu, năm nay nhuận 2 tháng, vì vậy nhân dân sẽ đi lễ hội nhiều. Các quận huyện, lực lượng chức năng, công an cần tiếp tục nỗ lực đảm bảo an ninh an toàn tối đa, phục vụ bà con. Ông Thanh dẫn chứng, vừa qua Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trực tiếp đóng vai người dân đi kiểm tra lễ hội Chùa Hương, huyện Mỹ Đức mà không báo cho chính quyền địa phương. Về cơ bản, công tác chuẩn bị lễ hội tốt hơn năm ngoái nhưng vẫn còn cần nỗ lực hơn nữa, thay đổi cung cách quản lý để phục vụ nhân dân tốt hơn. Toàn bộ cán bộ, công chức phải bắt tay ngay vào việc, làm tốt từng việc nhỏ phục vụ nhân dân hết mình, hết sức. Ông yêu cầu các ngành, các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần, nỗ lực hết mình phục vụ nhân dân như thời gian qua trong cả năm 2023. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét quyết định sửa đổi bổ sung một số điều khoản của quy định, chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố về quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, xem xét thực hiện gia hạn sử dụng đất đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, hết thời gian gia hạn 24 tháng theo quy định của Điều 64 Luật Đất đai năm. Đồng thời xem xét việc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước thời hạn và khởi kiện tại tòa án cấp có thẩm quyền đối với khoản vay thực hiện dự án nhà máy xử lý và chế biến rác thải Phương Đình công suất 200 tấn trên một ngày đêm do Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang là chủ đầu tư.